Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu các dòng sản phẩm mình đang để ở đây. Anh em có vào có sản phẩm ưng ý thì ủng hộ bên mình. Nay đi được một số phân tần cao cấp và một số thứ ở đây nữa. Mình sẽ báo thứ. Báo đầu tiên là chiếc mic KTV bản dây niên 500 một chiếc bao ship. Đây là củ mic Manigo anh em nhé, 500 một cái bao ship. Một anh lấy một bộ kèn 29T niền phễu 1128, giá bán một bộ là một bộ này là 700.000 đồng bao ship. Một bác lấy mic Mỹ và dây theo mic tô, giá là 750 một chiếc bao ship. Một anh ủng hộ hai đôi trung bâu 3x1x4 đường kính 8cm. Con này thì anh chuyển cọc hết cho bên mình, chuyển hết cho luôn phải cọc thì 500 rồi. Cảm ơn anh. Một bác chốt một đôi tép neo 450 dòng neo khối lấy phễu 1128, giá bán một bộ cả phễu 1128 anh em nhé, là 1.3 triệu bao ship toàn quốc. Một anh lấy chung kèn hộp mặt đen, nghe cái phễu đen này, và anh chỉ lấy tụ thôi, mình đã câu tụ trong kia rồi cả đấy. Giá bán cho một bộ nha là 1.4 triệu bao ship toàn quốc. Cái củ mình sẽ để rời anh nhé, mình sẽ để rời, không nó treo vào nó gãy cổ, nó vận chuyển. À, có anh để ở nhà thì thoải mái, có khi treo vận chuyển nó dập thôi. Đấy, anh chỉ cần xoáy cái dây vào là xong thôi, đã đúng dây đỏ mới được, điểm đỏ này là ok. 1.4 triệu. Một bác lấy đôi phễu 16 vuông 200.000 đồng bao ship. Một bác chốt một đôi phân tần full đôi bản gấu nhất trên thị trường hiện nay, đồ mới luôn anh em nhé, của bên mình ấy, gấu nhất bên mình luôn, mã 5525, trọng lượng của nó khoảng tầm 1,5 cân một chiếc to này, đánh full đôi nhá. Con này thì tất cả các thể loại bát trên thị trường đánh được hết, bát 100 hạt côn 125, 40-50 đều được, tép kèn côn 100, giá bán là 1.9 triệu một đôi bao ship. Còn đây là một trong phiên bản cũng đánh được cho cấu hình cao như thế, cũng là full đôi, còn mã GD25 nhưng nó sẽ là bản thấp hơn một chút anh em nhé, giá nó chỉ có là 1.4 triệu thôi, đánh full đôi nhé anh em nhé. Đó. Anh em có thể thấy nó khác một chút thôi, như con này là con chip DC, con chip cân bằng thép là D75D, nó là bản 75 là bản thường, nhưng bản 75D là bản to hơn, mà size lớn hơn. Con này nó DC100 cơ, cao cấp nhất hiện nay, chip cân bằng. Về độ cơ bản đấy là vuông to bằng nhau thôi nhá, vuông to bằng nhau, nhưng mà nó sẽ có cái dung lượng nó khác, cái độ xử lý nó khác, đều có chặt nhún cả. 1.4 triệu một đôi bao ship. Một bác thì lấy một bộ kèn 25XT, bác lấy phễu 20 vuông, thì con này là sẽ còn là 650 anh em nhá, 650. Cổ kèn là 450, mình phễu 200, 650. Phân tần Mỹ 5015 đánh như loa đơn, có được một bác, hai bác ủng hộ, nhưng mỗi bác ủng hộ một đôi. Con này đánh cho loa côn 100 là thoải mái rồi, tép 750, con này là 1100W cơ mà, đó là gấu rồi anh em nhé. Còn đương nhiên anh em vẫn đánh được cả những dòng côn lớn hơn như côn 125 cũng như tép kèn côn 100, đánh thoải mái vì nó sở hữu những cái chất lượng cực kỳ cao cấp như xeo đồng và tụ Đức, tụ MKB của Đức, cũng như là trở sứ, trở nhôm, rồi chip cân bằng thép con DC75. Đây mình nói lại đây, ở đây DC75, còn 75D thì nó sẽ cao hơn, và 75D cái con bên này này, anh nhìn nó sẽ là cao hơn. Đó, bán hàng mình phải nói thật thế, đều có chắc nhún cả rồi. Mình xin cũng báo lại luôn là tất cả những cái dòng phân tần bên mình phân phối ra, nếu nó chắc nhún rồi thì thôi, còn phải hàn xì thì bên mình sẽ hỗ trợ hàn 100% luôn, là miễn phí, và dây mình tặng luôn khi hàn cho anh em. Một số dòng thiết bị ở đây, như cái họng kèn vàng kia thì không bán được nữa, nhưng mình cũng vẫn bày ở đây để anh em mình thấy cái sự khác nhau giữa vàng và đen. Thực chất là nhiều anh em thích con màu đen hơn con màu vàng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Để được tư vấn và mua bán xin gọi điện trực tiếp cho Huấn Audio. Và chào anh em.